4 lý do đề xuất mua điện mặt trời mái nhà dùng thừa giá không đồng. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời lắp đặt tại nhà dân, công sở, khu công nghiệp. Trong đó, việc khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu nhằm 1. giảm bớt mua điện từ hệ thống điện quốc gia và giảm áp lực cho hệ thống điện. Với mục đích tự sản tự tiêu nhằm ổn định chất lượng điện năng, ổn định cung cấp điện cho các tổ chức Cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Bộ Công Thương đã đề xuất với chính phủ cho phép điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được đấu nối với hệ thống điện quốc gia, miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật, thủ tục thực hiện đơn giản. Từ đó, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu sẽ làm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, tăng cường khả năng vận hành an toàn, cung cấp điện cho lưới điện hai giảm nguy cơ cao mất an toàn hệ thống điện quốc gia ở mức rất cao cơ sở hạ tầng lưới điện của nước ta những năm qua dù đã được đầu tư nâng cấp từng bước hiện đại hóa nhưng không có nghĩa là có thể hoàn toàn đáp ứng được mọi nguồn điện với đủ các công suất khác nhau Trường hợp khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu và cho phép nối lưới không giới hạn công suất, thì công tác vận hành lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và nguy cơ cao mất an toàn hệ thống điện quốc gia ở mức rất cao. Do đó, cần có các biện pháp giới hạn tỷ trọng điện mặt trời hòa lưới để đảm bảo vận hành ổn định của hệ thống điện. 3. Tránh vỡ quy hoạch nguồn và lưới điện, đảm bảo ổn định và bền vững cho hệ thống điện quốc gia dự thảo lần này bộ công thương đưa ra quy định với hai loại hình phát triển điện mặt trời mái nhà gồm có đấu nối và không đấu nối với hệ thống điện quốc gia chính sách giá không đồng chỉ áp dụng với sản lượng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu dư thừa phát lên lưới điện quốc gia với chính sách này nhà nước khuyến khích cá nhân tổ chức phát triển điện mặt trời mái nhà để đáp ứng nhu cầu tự dùng góp phần làm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia 4 vẫn khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để đáp ứng nhu cầu tự dùng. Một trong những điểm đáng chú ý trong quy hoạch điện 8 là khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu nhưng không được phép bán điện. Điều này đặt ra hướng đi rõ ràng tập trung vào việc sử dụng điện mặt trời để tự cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, thúc đẩy sự tiết kiệm năng lượng và giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Trong điều kiện hiện tại của hệ thống truyền tải và phân phối, cân bằng cơ cấu nguồn, giải pháp chống phát ngược và giải pháp mua với giá không đồng trong trường hợp phát lên lưới điện quốc gia là cần thiết và phù hợp.